Rồi, xin chào bạn nhé. Trong những video trước về cái chuỗi video của beta ấy, thì mình đã hướng dẫn bạn những cái cơ bản như là đăng ký các thứ rồi. Nhưng mà cái vấn đề chính của anh em là làm thế nào để chúng ta có thể có video và mình có thể tải và up lên để có thể có được những lượt view và rất là nhiều, đúng không? Thì để trước hết mình đi vào phần này, mình muốn nói với bạn rằng là đa số hiện tại anh em mà làm beta thì mình thấy tầm 10 ông thì tầm 9 ông rưỡi đang làm react rồi, 1-2 ông thì mới làm content thôi. Thì chuỗi video về cái beta ngày hôm nay mình sẽ nói các bạn về cái vấn đề react. Thì react ấy, thì các bạn sẽ chủ yếu là mình tải video về, sau đó mình sẽ tiến hành là mình up lên lại up lên lại kênh TikTok của các bạn. Về vấn đề up lên lại ấy, thì hiện tại nhá, mình cũng quen hai trường phái, một là tải về và không chỉnh sửa, còn trường phái thứ hai ấy, là tải về và có chỉnh sửa. Thì với hai trường phái này ấy, đối với trường phái mà tải về không chỉnh sửa thì mình nói chung là anh này cũng là một trong những gọi là đào tạo ra mình về tool, về phần mềm, về và anh này cũng đã làm về những cái react ở YouTube các thứ rồi, nói chung là kinh nghiệm cũng rơi tầm rất là lâu, tầm 5 đến 7 năm rồi đấy, và cũng là một tay to trong nghề. Thì bài toán của anh này chơi số lượng và up rất là đều đó. Còn cái cách thứ hai ấy, thì cái game này thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn một tí, tại vì nó có chỉnh sửa thì cái xác suất mà được đề xuất lên nền tảng nó sẽ cao hơn đó. Thì anh em cái này thì các bạn cũng chơi được số lượng nhưng cần phải có hệ thống nhân sự hoặc là các bạn phải có tool, và có tool, tool ở đây là tool edit nhé, chứ không phải là tool kiểu up các thứ. Ở đây mình chỉ đang bàn đến vấn đề là các bạn render edit như thế nào thôi, còn cái vấn đề các bạn up như thế nào thì mình không đề cập ở trong cái video ngày hôm nay. Đó, thì trường phái nào cũng có kiếm được tiền, tại vì mình quen thì trường phái nào cũng kiếm được tiền đó. Thế thì bây giờ thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách làm thế nào đó để chúng ta có thể tải video về hàng loạt đó. Đây là một trong những cái vấn đề quan trọng, ok chưa? Về tải video hàng loạt ấy, thì hiện tại mình đang sử dụng 3 công cụ là 4K Toolkit, 4K Download và 4K Storeram. Thì đây là những công cụ của nhà 4K Download. Thì các bạn có thể sử dụng cái video mà hướng dẫn làm như thế nào đó để mình có thể tải được. Thì mình cũng đã có video rồi, thì các bạn chịu khó xem lại thôi. Nói chung là mình làm thì mình làm được cái gì mình chia sẻ các bạn, tất tật những cái đấy. Đây, tải chọn kênh đấy. Các bạn tải xem những cái video 4K này. Đây là 4K này, đó, 2 video mới nhất. Còn cái YouTube thì đây luôn rồi, các bạn xem 2, 5 và 6 là những video các bạn cần phải xem, là chúng ta có thể áp dụng được cái bộ công cụ và nó là hàng loạt. Ok chưa? Xem video hàng loạt. Rồi, thế mình nói về tư duy nhá. Tư duy, các bạn hiện tại đang re-up này. Các bạn hiện tại đang re-up trên TikTok. Thì nếu như mà các bạn tải video trên TikTok về và các bạn up lên thì vẫn được, nhưng mà cái xác suất tỷ lệ lên lại rất là khó. Thì các bạn biết là TikTok nó sẽ có những con AI nó quét được cái vấn đề đấy, nên nếu như mà để cái gọi là cái tỷ lệ thành công của bạn cao hơn, để tỷ lệ thành công cao hơn thì các bạn sẽ tải từ những nguồn khác cho mình nhé. Tải từ những người khác về và các bạn sẽ thực hiện là mình up lên TikTok. Tại sao? Tại vì các bạn có thể thấy nha, ví dụ như là các bạn thấy một cái ẩm thực nó chuyên về bên IG nhưng mà bên TikTok nó chưa có, thì bạn sẽ bê nguyên cái kênh đấy về, các bạn up ở trên cái TikTok thì khả năng cái kênh đấy nó lên rất là cao. Nhưng ví dụ như là kênh đấy đã có trên IG rồi và đã có trên TikTok rồi, bây giờ các bạn thực hiện là các bạn tải video ở trên TikTok về, sau đó bạn lại re-up lại trên chính nền tảng TikTok luôn. Thì nếu như bạn không edit đúng không, thì có khả năng thì cái khả năng mà video đấy nó lên lại thì rất là khó. Thì bạn cần phải là chỉnh sửa video lại, mình phải làm kiểu bán content, hoặc là bạn cần phải là chỉnh sửa lại theo cái lắt nào đấy. Nói chung là các bạn phải biến từ cái mớ rau muống các bạn nhặt ngoài đồng về, bây giờ bạn phải vào tay bạn, các bạn phải sơ chế, sau bạn cho nó thành là món rau muống luộc chấm với mắm chua ngọt, hoặc là các bạn cho nó thành là món rau muống xào, ok chưa, hoặc là rau muống xào bơ, rau muống xào tỏi.
đấy là nó phải ra được một cái món khác. À thì từ cái món rau muống xào tỏi này nè, thằng TikTok nó nhận biết à cái này nó khác với lại cái bản gốc là cái rau muống các bạn mua ngoài đồng về đấy, à thì nó mới cho cái video của bạn nó lên được. Thì đấy là cái nguyên tắc cơ bản, các bạn hiểu phần này không? Thì các bạn có thể tải từ những cái nguồn như là IG này. IG thì bạn sử dụng cho mình là tool 4K store RAM. Còn YouTube thì các bạn sử dụng cho mình là 4K download. Tại vì qua một quá trình mình thấy thì cuối cùng thì anh em tải chủ yếu từ hai cái nền tảng này, chứ chả có tải từ cái nền tảng gì chủ yếu. Còn fanpage thì hầu như là bên nào mà đã làm lớn ấy thì họ sẽ đều là có IG hoặc là có kênh YouTube thì các bạn yên tâm. Còn fanpage thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một cái tool nào đấy. Hiện tại thì mình cũng không có up tải video từ fanpage về nên mình cũng chưa rõ. Ở trên thị trường nó cũng sẽ có đấy, các bạn chịu khó tìm hiểu phần này. Nhưng trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói với các bạn về cái phần tư duy, ok chưa? Còn hai công cụ này thì mình khẳng định luôn với các bạn là mình đã test rồi và cực kỳ hiệu quả trong cái việc tải video, ok chưa? Cái việc tải video thì mình mới nói nhé, và nó có thêm một cái ưu điểm nữa là gì? Là nó các bạn tải hiện tại là cân tại ngày 13 tháng 9 kênh có 100 video, ví dụ thế đi. Thì khi mà bạn sử dụng cái tool này nó sẽ tải cho bạn 100 video đầy đủ. Các bạn sau bắt đầu sẽ cho 100 video này vào thư mục là đã tải đi, ví dụ thế. Thì cái thư mục của nó sẽ là thư mục trống, đúng không? Và vào ngày 14 tháng 9 kênh có 110 video, ví dụ thế nhé. Thì tool sẽ tự động tải thêm 10 video mới. Đấy, đây là một trong những cái điều quan trọng mà mình thấy là anh em cũng nhiều anh em chưa biết đâu, tại vì mình sử dụng mình mới biết thôi. Mình để ý mình quan sát mình mới biết. Thì ví dụ như các bạn xác định re-up chuyên một cân ấy, thì các bạn có thể gọi là mình sử dụng cái tính năng này của tool để mình làm, ok chưa? Còn làm như thế nào thì không phải mình không chỉ, mà đã có video mình nói về vấn đề này rồi thì các bạn phải chịu khó mà xem lại thôi. Đó. Thì hôm nay mình muốn nói với các bạn về cái tư duy tổng quan như thế này. Rồi, và cái bài toán các bạn chơi re-up ấy, chơi re-up thì bắt buộc là phải chơi số lượng lớn cho mình nhé. Chơi số lượng, kiểu các bạn mà đánh 10 cân thì bạn sẽ ăn được 1 cân. Và từ 1 cân đấy thì các bạn sẽ up đều. Và khi mà đã up đều mà nó đã lên thì các bạn có thể đăng ngày từ 5 đến 10 video là ok. Bây giờ, đó là tư duy tổng quan luôn. Đã chơi re-up các bạn phải chơi số lượng lớn. Bạn nào mới thì 10-20 cân, và bạn nào nhỏ thì cũng phải nhỏ nhất, đây là số tiền nhỏ nhất đi, ok chưa? Ừ. Rồi, giờ có thể là video này mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Cái tư duy thì mình, các bạn phải làm như thế cho mình. Còn trong những phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta edit được video. Tại vì khoảng thời gian này thì mình cũng đang tập trung thuê nhân sự làm rất là nhiều, nên mình không có thời gian lên làm chia sẻ video cho các bạn, mà anh em hối quá nên mình phải lên là mình chia sẻ các bạn cái tư duy và những cái cách làm cụ thể. Anh em có cái gọi là cái bước đầu mình đi vào mình làm thì dần dần mình sẽ tạo nhóm, mình sẽ chia sẻ cho anh em, tạo cho anh em cái môi trường để mình hoạt động trao đổi với nhau trong cái việc mình làm beta này nó dễ dàng hơn. Đó, ok. Và mình là Long, mình chưa làm những video giúp các bạn có thể hiểu được tư duy bản chất và cách kiếm tiền ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Thì nếu như bạn yêu quý mình và mong muốn có thêm được những cái video hay hơn thì bạn hãy nhấn like cho mình ý kiến ở dưới comment và nhấn đăng ký kênh. Bên cạnh đó thì nếu như video của mình giúp ích được cho bạn thì hãy nhấn nút đăng và hãy donate cho mình vào trong cái số tài khoản được ghim ở dưới cái mô tả video, ok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.